Hello. Bây giờ nhân tiện mình đi chơi như vậy đó, hôm nay mình làm việc á, mình được nghỉ mấy ngày cuối tuần á, thì bây giờ mình đi chơi, mình đi vùng này cũng không sao lắm, đi chừng 4 tiếng đồng hồ thôi. Ok, thì ở Mỹ đó nó có một loại xe nó gọi là RV. Cái tiếng Mỹ nó, cái chữ RV là Recreation Vehicle, là một cái xe mà gọi là tự sáng tạo ra. Thì cái thông thường á, cái từ RV đó là cái xe gọi là giống như một cái tòa nhà lưu động. Thì có một cái đầu là một cái đầu xe tải luôn á, rồi có nguyên một cái container phía sau. Thì ở trong có đầy đủ luôn, là tùy theo cái loại xe đó, nó có độ dài, nó thường xe nó gọi là hạng đó, ở đây thì có gọi là bằng lái, bằng A, bằng B, bằng C. Những cái bằng A đó gọi là commercial vehicle, nó gọi là phải có bằng là CDL, là bằng driverless commercial driver license. Những cái bằng đó nếu mới lái được cái xe đó thì nó là bằng lái xe là A, là xe tải rồi. Thì xe mà RV thì nó cũng có mấy loại luôn, có loại xe bằng A, rồi có loại xe bằng B, và có loại xe như xe mình nè là bằng C, tức là ai bình thường đó ai lái cũng được hết, bằng phổ thông. Còn bằng B đặc biệt hơn chút, bằng A là càng khó nữa. Thì xe RV đó thì nó cũng có 3 dạng như vậy. Thì làm sao mà có cái loại xe RV ở Mỹ này đó, thì xe RV có loại nhiều giá lắm. Có loại giá đó, xe mà mới đó, đầy đủ, trong đó có hệ thống điều hòa luôn, có điện, có giường ngủ, có tủ lạnh, tivi, nhà tắm, bồn tắm, toilet, vân vân, đủ thứ hết á. Thì nó tùy theo cái độ dài, có thể là hai giường ngủ hoặc là một giường ngủ, tùy theo, thì tùy theo cái độ dài của cái xe nữa. Thì nó nếu mà cái giá mà xe mà loại tốt á, high class á, là có thể cả 100 ngàn đó, xe rất là đẹp, 100 ngàn. Và có những xe dùng rồi á, mà thông thường thôi, 40 ngàn cũng có, xe mới 40 ngàn cũng có, 50 ngàn cũng có. Mà xe mà khoảng 40-50 ngàn mà khi mà người ta sử dụng rồi đó, thì nó xuống giá còn có 20 mấy ngàn cũng có luôn. Thì những ai đi cái xe RV đó, thì mình nói bây giờ mình quay cái đường xá một chút cho vui nha. Quý vị nhìn cái mặt mình nói không thì cũng không có vui. Bây giờ nhìn ở đường xá thì mình nói chuyện luôn. Thì cái xe mà RV như vậy đó là ai đi? Thì có ở đây có hai dạng người đi. Một dạng đó là những người gọi là người ta có nhà có cửa, mà người ta dùng cái xe đó người ta đi xa, đi du lịch xa, đi hàng bang này qua bang khác đi chơi vậy đó. Thì những người ta có tiền á là ta mua nguyên cái xe đó luôn. Bên cạnh đó thì nó có dịch vụ cho thuê, là những cái xe đó nó cho thuê cho những người có muốn đi chơi xa nhưng mà không muốn bỏ tiền mua cái xe, chỉ lâu lâu đi chơi một chuyến, thì có thể là thuê nguyên một chiếc xe đó, gia đình, vợ chồng, con cái gì đó, bạn bè có thể tập trung thuê một chiếc xe đó đi. Nó cho thuê xe và nó có sở hữu. Thì đó là cái dạng thứ nhất, là những người thích đi du lịch, đi xa. Thì dạng mà những người sử dụng xe như mình nói đó, là có những người mà thích đi du lịch, đi xa, đi từ bang này qua bang nọ, hoặc là đi xa đó, thì người ta dùng cái xe RV rất là thoải mái. Tức là một cái hình thức cắm trại, thay vì người ta đi như vậy á, đi xe thường á, đến cái nơi, đi máy bay hoặc đi xe đến nơi rồi mình phải thuê một cái khách sạn. Thì thuê khách sạn đó mình trả tiền đó, thì trong đó có phòng ngủ để mình ngủ qua đêm, đúng không? Nhưng mà mình đi cái xe mà RV giống như là một cái tòa nhà lưu động đó, thì mình không phải thuê hotel. Thì cái xe mình chạy đến đâu cũng được hết. Mình chạy đến một cái nơi có một cái bãi đổ, thì cái nơi mà cái bãi đậu xe đó là cái nơi dành riêng cho đậu xe mà gọi là đậu xe RV. Thì khi mà vô đậu đó thì mình thuê một cái chỗ đậu đó. Ở chỗ đậu đó nó có một cái điện và nước, tức là mình internet, wifi đủ thứ đó, là nó có nối vô cái thoát nước luôn, cung cấp nước cho mình, cung cấp cho điện cho mình. Mỗi một ngày đó mình trả bao nhiêu tiền vậy đó, ok, mình ở bao nhiêu ngày đó để tính tiền bao nhiêu ngày, thì tất nhiên là cái giá nó rẻ hơn ở hotel rồi. Mình chỉ thuê một cái nơi như vậy thôi. Thì thuê ở cái nơi đó thì nó an toàn, tức là tất cả những cái loại xe nó tập trung đậu đó thì nó có bảo vệ, có cổng, nó đỡ. Còn nếu mà xe mình đi mà mình lỡ trên đường á mà kiếm không có ra chỗ đó, mình có thể đậu ở đâu đó, mình ở tạm qua đêm cũng được nữa. Nhưng mà đậu ở tạm ở ngoài đường á mà không có xe cộ qua lại á thì nguy hiểm. Đó là chỗ nào đó phải có nhiều xe đậu chung á thì nó đỡ. Đó là một cái hình thức thứ nhất. Rồi quý vị biết á, là ở những cái bang mà gọi là mắc mỏ nè, như là Los Angeles nè ha, chỗ đó đó là cái thành phố lớn New York, San Francisco, Boston, tức là những cái thành phố mà gọi là sầm uất nổi tiếng ở Mỹ đó. Thì ở đó, đó nhà cửa người ta rất là mắc kinh khủng luôn. Ở thành phố đó mấy cái nhà đó mắc lắm, nên mà tiền thuê nhà, thuê một cái apartment chung cư cũng mắc nữa. Thì có nhiều người á, người ta mới cũng vẫn đi làm việc, nhưng mà người ta muốn có tiền đó, dư tiền ra đó một chút á, tại vì nếu mà thuê nhà đó không có đủ tiền đó, là không có đủ tiền nữa, thì sao với người ta có cái cách là người ta mấy cái xe thí dụ như là xe của mình nè đó, cái xe của mình gọi là xe van, thì người ta mới làm lại, người ta làm giống như là một cái nhà lưu động. Thì vì người ta thu nhập ít á, nên dùng ngay chiếc xe của mình là phương tiện vận chuyển, và ở trong đó người ta cũng trang thiết bị, người ta để là có chỗ ngủ, rồi có chỗ nấu, chỗ rửa, chỗ vệ sinh, nói chung là giống như là một cái nhà nhỏ nhỏ vậy đó, nhưng mà nó lưu động được. Thì cái đó là do dành cho những người mà cái giới thứ hai mình nói đó, là những cái người gọi là thu nhập thấp, người ta sống ở những thành phố lớn. Thí dụ nếu mình đi vào Francisco hay là Boston, New York, Los Angeles, mình sẽ thấy rất là nhiều người homeless, tức là những người mà không có nhà đó, người ta vô gia cư. Đó là những người quá bần, người ta gọi là bần cùng quá đó, không có nhà luôn, người ta phải có mấy cái lều, người cắm ta lều người ta ở luôn. Còn có những người á, là nó đỡ hơn, là người ta có xe, thì người ta biến cái xe thành cái nhà, thay vì mình phải có cái lều mình ngủ thì nó đỡ hơn. Có cái xe thành cái nhà ngủ á, thì nó đỡ hơn là mưa gió, trời nắng, trời mưa, trời tuyết gì không, mình ngồi trên xe nó đỡ hơn. Thì đó là thực tế ở Mỹ á, là có nhiều người á, sống trên cái xe. Nhưng mà mình á, hôm nay đó là mình thử nghiệm là mình sẽ đi mình sống trên cái xe mình. Hôm nay đi chơi một hôm, mình có thể là ngủ một đêm, hai đêm gì trên cái xe này, để mình trải nghiệm coi là giống như là những cái người mình là cái dạng là đi cắm trại đó. Thì quý vị biết là đi cắm trại thì người ta đi ngủ ngoài đường á, đi cắm trại hồi xưa đó. Thì cái xe này nó đổi tên là gọi là camper van, tức là cái xe mà để đi cắm trại đó, thì nó là như vậy. Thì nó có hai dạng người, một dạng đó là cái xe để người ta gọi là người ta đi du lịch giải trí, đi chơi mà đi cắm trại, mà cắm trại hạng sang á đó, người ta đi bang này qua bang nọ, người ta đi đó, xe trên đó có đầy đủ tiện nghi hết đó, giường ngủ, máy lạnh, máy giặt, tivi, đủ thứ. Thì cái xe dạng mà chế biến lại đó, thì nó cũng cái sẽ có đầy đủ tiện nghi hơn, nhưng mà nó nhỏ gọn hơn. Và như là cái xe mà van camper đó thì là nó đậu, mình có thể đậu bất cứ chỗ nào, mình không phải là đến cái đúng cái bãi RV parking, tức là cái đúng cái xe đó mình đậu, mà xe mình có thể là mình đậu tại vì ở đây á, ở xứ Mỹ này á, xe mà nó gọi là nó đậu dọc ngoài đường á thì thoải mái lắm, không có sao hết á, không có phải là tốn tiền, mà cũng không có sợ là bị đập kiến đập đồ đó. Thì nhưng mà cái xe mình đậu á, nên khi mà vô thành phố đó, mình đậu vô mấy cái gọi là khu nhà người ta ở đó, thường mấy cái xe nó đậu ở ngoài lề đường á, thì mình phải đậu như vậy, mình đậu như vậy. Yeah. Còn nếu mình muốn an toàn á, thì ở đây đó nó gọi là có mấy cái siêu thị, ở Mỹ là giống như là Walmart. Những cái siêu thị lớn đó thì nó có cái bãi xe rất là lớn, và ở ngoài đó, nó có đèn, có camera bảo vệ nữa. Trước đây thì cái ông CEO của Walmart đó, là ông này là người rất là nhân ái, thì ông có ra một cái điều đó, ông là cho tất cả những cái xe gọi là xe van camper, xe RV là được đậu ở trong cái bãi Walmart miễn phí nha. Đậu đó ông cho phép đậu, tức là thường thì có những cái xe mấy cái người kinh doanh đó, người ta có quyền, cái đó là cái sở hữu của người ta, người ta có quyền là cho hoặc là không cho. Nhưng mà riêng Walmart á, là ông CEO đó là ông có một cái luật đó là cho tất cả mọi cái xe đậu 24 luôn, đậu ngủ qua đêm ở ngay Walmart, ở chỗ đậu Walmart đó, không có bị vấn đề gì hết. Thì cái đó là như vậy. Thì những người mà đi chơi á, những người đi chơi đi xa, đi du lịch như đó, thì người ta có một cái cộng đồng, thì nó có một cái app, nó gài trên phone mình đó, là nó bấm lên là biết ở Walmart nào nó cho, thì nó có cái app. Và cái cộng đồng những người mà gọi là đi cắm trại, mà đi ở buổi đời đó, đi vui vậy đó, thì người ta có website rồi, người ta hướng dẫn cách thức đi như thế nào, ở như thế nào, an toàn như thế nào, chỗ nào sao đậu xe, chỗ nào, nó có hết thông tin. Thì ở phía Mỹ cái dạng mà đi xe, mà gọi là cái dạng mình á, đi gọi là du lịch á, mà gọi là camper van này nè, thì nó cũng là rất là thịnh hành ở Bắc Mỹ, ở North America. Bắc Mỹ là có Canada, là có Mỹ. Thì ở Canada, cái vùng Canada là một cái xứ đất rất là rộng, mà nó cũng rất là lạnh, và cái dân người ta cũng rất là thích đi chơi. Thì nó rộng lắm, và nó thích, nó dùng cái xe gọi nó đi cắm trại này nè đó, nó đi mới lại nó đi du lịch, nó từ Canada đó qua Mỹ. Mà mấy người du lịch ở Mỹ đó, xe nó đi cắm trại đó, nó đi qua Canada. Thì giữa Mỹ với Canada thì hai nước bang giao, những người nào mà có passport mà quốc tịch Mỹ đó, thì gọi là cái passport đi qua nó cần visa rồi, đi ngang qua cái biên giới hải quan là trình cái passport đó cho qua thôi, nó không có khó dễ gì hết á. Còn những người nào mà không có, chưa phải là quốc tịch đó, thì phải xin có cái visa nó mới qua được. Đối với, thì mình không biết cái đó, mình không rành, nhưng mà mình là quốc tịch Mỹ rồi đó, nên mình mấy cái chuyện đó mình không có rành á. Nhưng mà đi những cái đây qua Canada hoặc là Mexico, bất cứ nước nào đó, thì mình chỉ cần có cái passport thôi là mình đi qua thôi. Thì mình nói cái phong trào mà gọi là đi, mà gọi là ở Việt Nam thì nó sẽ không có thông dụng đâu. Việt Nam mà đi du lịch, gọi là Việt Nam gọi là đi phượt á. Đi phượt á là đi xe gắn máy, không là đi xe, đúng không? Còn bên đây á, cái hình thức này nó gọi là đi phượt nè. Mình là đi phượt á, là đi du lịch, hồi xưa mình hay gọi là đi bụi đời á, đi du lịch bụi. Thì mình dùng cái xe này rất là hay, mưa nắng không có sợ. Đó, bắt đầu mình đi vô cái thành phố này. trưa mình còn đi nữa. Hôm nay mình sẽ đi vô cái gọi là cái San Antonio này. Thì cái thành phố San Antonio này nè, chỗ đây là một cái thành phố có nhiều cái kiến trúc cổ rất là đẹp, kiến trúc mà của mấy người Mexico, nó kiến trúc nó na ná như kiểu Tây Ban Nha, kiểu Pháp rồi đó, nhà cửa đó kiến trúc rất là cổ và nó có nhiều cái thắng cảnh đẹp lắm á. Bây giờ mình đến đó chơi á thì xa xa là có cái tháp kìa kìa đó, rồi mình sẽ có ngày mình lên cái tháp đó thì mình thấy cái tháp nè. Cái tháp đó là đặc trưng á, nó cũng cao lên trên đó thì hình như nó bán vé lên đó. Xong rồi mình trên đó mình có thể nhìn, phóng mắt mình nhìn toàn bộ cái cảnh quan của thành phố. Ok, bây giờ mình vô là downtown San Antonio. San Antonio nó thuộc bang Texas. Thì ở trong cái San Antonio này á, làm cũng là một cái điểm gọi là để du lịch. Nhiều quý vị ở khắp bang Mỹ đó, người ta đến đây. Thì trong đây rất có nhiều cái thành phố cổ đẹp lắm. Ok. Thì nói lại là cái xe mà gọi là để đi chơi du lịch bụi á, đi phượt á, ở Mỹ á, là có những cái xe van, tức là gọi là cái xe mà có cái thùng á, là người ta cải tạo, tức là người ta biến chế, người ta gỡ hết những cái hàng ghế sau ra, rồi người ta bỏ giường ngủ, bỏ kệ vô để làm một cái xe như một cái phòng ngủ đó, di động đó. Thì nó có cả hệ thống điện luôn, nói chung là rất là vui. Ok, cái nhà này Convention Center đẹp. Thì hôm nay mình sẽ đến thành phố này. Đó thì mình giới thiệu về cái đi phượt ở Mỹ là như thế nào. Ok, hẹn video sau nha. Nhớ đăng ký subscribe. Chào tạm biệt quý vị nha. Bye bye. Bây giờ mình nói về cái chiếc xe của mình nè. Chiếc xe mình đó là một chiếc xe van. Nó gọi là xe van này là Dodge Ram 1500. Tức là cái số hiệu của nó là 1500. Thường xe này hồi trước đó là nó có ba hàng ghế, nó chở khách á, mà người ta thường lấy cái xe này làm cái xe gọi là đi du lịch cắm trại đó. Thì người ta bỏ mới hết mấy cái hàng ghế ở trong này thì để rộng chỗ đó, xong rồi người ta làm cái chỗ để có một cái giường để cho mình ngủ, có bếp, có đủ thứ hết á. Thì tùy theo tay nghề của mình á, mình bỏ vô cái gì đó thì mình bỏ. Còn mình nó không có tay nghề đó thì mình chỉ làm đơn giản thôi. Đây nè, ở đây là mình có một cái salon. Tức là bên đây thì người ta cái từ nó không gọi salon mà nó gọi là sofa. Người Pháp thì gọi là salon, ở đây là sofa. Đó là một cái ghế này đó, mình trải ra mình nằm được. Thấy không, giường chiếu nệm tùm lá hết. Thì đúng ra đó là xe này mình chạy á, nó phải ràng lại, nó không có rơi. Tại vì khi mình chạy trên đường á, nó đi tốc độ mình thắng, đường nó gấp nó thắng á, thì như vậy đó đồ nó sẽ văng tung tóe hết. Đó, đồ nó văng tung tóe hết. Nhưng mà không sao. Nguyên tắc á, là chạy xe trên đi đường xa đó là phải đồ phải ràng buộc chặt lại hết.